Tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần thận trọng từng bước. Bộ Y tế đang chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi theo các khuyến cáo về mặt khoa học nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả thận trọng từng bước. Mới đây, chính phủ đã có nghị quyết mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho khoảng 10 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế cho biết đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm ký hợp đồng với Pfizer. Theo Bộ Y tế đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã trao đổi chặt chẽ, thường xuyên tham khảo ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các nhà khoa học, học hỏi kinh nghiệm triển khai của các nước về việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Khi có vaccine, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng, chắc chắn, đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định. Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã được WHO chính thức cấp phép tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine của Pfizer cũng được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu phê duyệt sử dụng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, tại Việt Nam, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn thực hiện như các vaccine trước đây, nghĩa là triển khai theo hình thức tự nguyện. Vaccine được cung cấp miễn phí và không bắt buộc, nhưng ngành y tế khuyến khích người dân tiêm chủng đầy đủ. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình tiêm chủng mở rộng, cho biết trước khi triển khai, cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng một lần nữa được tập huấn về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, thực hành tiêm chủng cũng như hướng dẫn xử trí các phản ứng bất thường có thể xảy ra sau tiêm. Bên cạnh đó, cán bộ y tế sẽ được tập huấn những nội dung tư vấn hướng dẫn cho phụ huynh, giáo viên, học sinh về việc theo dõi sức khỏe đúng cách sau tiêm để họ cùng tham gia bảo đảm an toàn tiêm chủng, phát hiện sớm nhất biểu hiện bất thường sau tiêm. Theo bà Hồng, việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện tại các trường học cho nhóm trẻ tới trường. Trẻ không đi học sẽ tiêm tại các trạm y tế, xã, phường. Nhóm trẻ có bệnh lý mãn tính, bệnh nền, thể trạng béo phì thì tiêm chủng tại các bệnh viện đã đảm bảo an toàn. Mới đây, trả lời báo chí về sự cần thiết trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, giáo sư tiến sĩ Phan Ngọc Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, trẻ từ 5 đến 11 tuổi mắc COVID-19 ít có triệu chứng và triệu chứng nhẹ hơn so với bệnh nhân là người trưởng thành. Tuy nhiên, khi mắc COVID-19, bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể gặp các biểu hiện hậu COVID-19. Đây là các di chứng cấp tính sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em, có thể là chứng viêm đa hệ, viêm da, viêm khớp, giảm mức độ tập trung. Theo giáo sư Phan Trọng Lân, thế giới đã ghi nhận những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, viêm các cơ quan khác là biểu hiện nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Ngoài ra, việc tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giúp giảm đi sự lây nhiễm. Hiện nay, qua theo dõi biến chủng Omicron, việc lây nhiễm xảy ra hơn ở nhiều trẻ em, đặc biệt là với nhóm tuổi chưa tiêm chủng. Việc tiêm chủng có ý nghĩa rất lớn giúp hạn chế lây nhiễm cho trẻ và những người trong gia đình, nhất là người có nguy cơ cao diễn tiến nặng, chống chỉ định tiêm chủng và trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Khi được tiêm chủng, trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội, ông Lân nhấn mạnh. Đánh giá về tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng phòng tiêm chủng mở rộng khu vực phía Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng, trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi đa số chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone, do đó ít xảy ra các phản ứng phụ sau tiêm. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Khi tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, liều vaccine còn 10 microgram, với liều tiêm chỉ bằng 1/3 người lớn. Trẻ sẽ không có các phản ứng phụ bất lợi nên đây được đánh giá là mũi tiêm an toàn. Tất nhiên, khi tiêm vaccine dù ở lứa tuổi nào cũng phải theo dõi chặt sau tiêm, theo quy định của Bộ Y tế. Các bác sĩ cho biết phản ứng phổ biến nhất khi tiêm vaccine ở trẻ là sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ, sưng đỏ cánh tay. Những triệu chứng này sẽ biến mất sau vài ngày, không có báo cáo về tác dụng lâu dài. Trẻ em ở lứa tuổi này khi tiêm vaccine vẫn phải trên tinh thần tự nguyện. Nếu gia đình nào còn băn khoăn lo lắng thì có thể theo dõi thêm. Còn với trẻ nguy cơ cao như béo phì, có bệnh nền, tiêm bẩm sinh, suy giảm miễn dịch có thể cho tiêm sớm để được bảo vệ khỏi COVID-19, một bác sĩ khuyến cáo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.